could be us. So back to what I was saying. Could be us. Trần Hảo Dân rơi vào tình huống xấu hổ khi livestream. Uy tín giảm sút, bán hàng giá cao hơn thị trường khiến Trần Hảo Dân không được khán giả ủng hộ. Vào ngày 19 tháng 7, trang 163 đưa tin Trần Hảo Dân thường xuyên livestream ngoài thời gian đóng phim. Tuy nhiên, thời gian qua anh không được khán giả ủng hộ. Cụ thể, trong buổi livestream gần nhất, nam diễn viên rơi vào tình huống xấu hổ khi không bán được sản phẩm nào. Theo trang 163, Trần Hảo Dân bị người xem phản ứng vì không nhiệt tình trong việc giới thiệu sản phẩm, không dùng thử cho công chúng thấy chất lượng và bán giá cao hơn so với thị trường. Trang 163 bình luận điều này chứng tỏ danh tiếng của Trần Hảo Dân bị giảm sút, khách hàng không tin tưởng mua sản phẩm. Từ sự việc này có thể khiến nam diễn viên bị các nhãn hiệu từ chối hợp tác. Ở tuổi 52, Trần Hảo Dân đang chật vật kiếm tiền để nuôi 4 con. Áp lực kiếm tiền nuôi vợ con khiến anh chấp nhận từ bỏ hình ảnh nghệ sĩ đóng phim chất lượng, chuyển sang dòng phim Mỹ ăn liền. Bên cạnh đó, anh cũng nhận quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Theo trang Suhu, Trần Hảo Dân trong 3 năm tham gia đến 17 bộ phim. Đây được xem là con số không tưởng đối với nhiều diễn viên vì cường độ làm khủng khiếp. Tuy nhiên, đa số dự án anh góp mặt đều bị ném đá vì chất lượng thấp. Hiện tại, Trần Hảo Dân bị gọi là ông hoàng phim rác. Kiếm tiền là mục tiêu hàng đầu của tôi. Trước khi sức khỏe yếu, tôi cần kiếm thật nhiều tiền cho vợ con, Trần Hảo Dân chia sẻ. Trước đó, Sina đưa tin cảnh sống chật chội của gia đình Trần Hảo Dân trong một căn hộ nhỏ hẹp. Do gặp khó khăn tài chính cách đây không lâu, gia đình 6 người của nam diễn viên phải dọn khỏi căn hộ cao cấp với giá thuê khoảng 20.000 đô la một tháng, chuyển sang ngôi nhà nhỏ hơn để tiết kiệm tiền. Theo chia sẻ của Trần Hảo Dân, vì diện tích nhà mới quá nhỏ nên các con không đủ chỗ ngủ, con gái lớn phải ngủ trong phòng khách, ba bé nhỏ ở chung một phòng, nam diễn viên thậm chí phải kê thêm chiếc giường nhỏ dưới gầm chiếc giường tầng mới đủ chỗ ngủ cho con.